Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện làm một cái chương trình nhỏ, đúng không? Chương trình đầu tiên liên quan đến cơ sở dữ liệu nhá. Ta sẽ ghi các cái yêu cầu vào trước. Cái yêu cầu ở trước nhá. Yêu cầu của ta là kết nối đến cơ sở liệu. Thì để kết nối đến cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải xác định được các thông tin như sau này. Thông tin đầu tiên là hệ quản trị. Từ quản trị cơ sở dữ liệu thì chúng ta có MySQL, SQL Server này. Đây là hai cơ sở dữ liệu mà thường được dùng để học trong trường mình. Sau này các em sẽ làm quen với các cơ sở dữ liệu khác, nhưng mà trong trường này hiện nay là đang sử dụng để đào tạo các em thì là dùng hai cơ sở dữ liệu này, SQL Server nhé. Thông tin tiếp theo là tên của server. Tên server. Chúng ta cần xác định được tên server này. Tiếp theo là tên cơ sở dữ liệu này mà chúng ta cần kết nối đến này. Tiếp theo là chúng ta cần một cái tài khoản đăng nhập. Đến cơ sở dữ liệu này. Và cổng dữ liệu. Cổng dữ liệu ở trên Java này thì dùng JDBC kết nối qua TCP, giao thức TCP/IP. Cổng là 1.4.3.3 nhé. Tên server thì chúng ta lấy ở đâu? Tên server thì các em sẽ vào trong cái SQL Management này, chúng ta sẽ copy tên server này. À, để tên server của ta nhé. Mỗi máy một tên khác nhau nhé. À, đúng rồi. Máy của các em thì có thể là ví dụ 302 hay 25 chẳng hạn. Mỗi máy sẽ có một tên khác nhau. Tên cơ sở dữ liệu thì chúng ta hướng đến cái cơ sở dữ liệu này. Cơ sở dữ liệu của chúng ta vừa tạo đấy. Lập trình máy tính 5K15 này. Tên sinh viên buổi 6 này. Brand name ở đây. Các em thì các em có thể thấy rằng là cái chỗ này chúng ta nhìn thấy rồi, chúng ta gõ lại được thì gõ lại được. Các em thấy rằng là gõ lại chính xác được thì các em làm. Còn nếu mà các em cảm thấy rằng là không tự tin cái việc mà gõ được chính xác cái này thì các em copy. Kinh nghiệm nhiều năm đi học thì đi chép bài bao giờ nó cũng chuẩn hơn là tự làm. Đó. Rồi tài khoản đăng nhập chúng ta có tên đăng nhập và password. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải làm ra một cái tài khoản đăng nhập này nhá. Thì để làm điều đó thì các em thực hiện như sau này. Các em vào lại SQL Management Studio này. Các em nhìn thấy đây là server nhá. Các em cứ chuyển phải vào server chọn Property này. Đó. Trong phần Security. Security các em chọn phần là SQL Server and Window. SQL Server này, and Window Authentication, Authentication Mode có nghĩa là có thể sử dụng cả tài khoản của Server và tài khoản của Window để đăng nhập. Được chưa? Tích phần dưới này nhá.
Cho ok này. Tiếp theo là trên cái database này, kích vào database này, không phải database, nhầm, security, nhầm đấy, security, em kích vào login này, em nhìn thấy tài khoản SA chưa? Tài khoản SA, em kích chuột phải vào chọn property. Các em chọn status này, status nhé, status thì các em chọn permission to connect database engine, các em chọn là grant, phần login các em chọn là enable, từ từ phần general này, general nhé, các em đặt lại password, password các em đặt là sau các em chọn ok. Ok. Được chưa? Đến đây thì các em có thể là ngắt kết nối này, ngắt kết nối và kết nối lại này. Bạn chẳng ngắt kết nối chưa? Sau đó chẳng kết nối lại này. Thì trong phần authentication này các em chọn là SQL Server Authentication này. Các em điền tên và mật khẩu. Chọn có đây. Lỗi không? Có lỗi đúng không? Nếu mà lỗi xảy ra thì các em vào lại SQL Config Manager này. Mở SQL Config Manager lên này. Em kích chuột phải vào chọn Restart. Không, cái trên này thôi. Đây là cái server, nó restart server. Sau đó thì các em sẽ connect lại nhá. Connect lại. Các em đây là nhập vào một cậu. Em vào chạy connect. Rồi đăng nhập thành công. Rồi tiếp theo này là cổng dữ liệu TCP/IP thì chúng ta làm như thế nào? Thì các em lại vào SQL Config Manager này. Rồi các em chọn là protocol for gì đó đúng không? Có cái tên server đấy đúng không? Microsoft SQL Server này. Trong phần TCP/IP này, các em kích chuột phải chọn Enable. Các em đang thấy là nó bị disable đúng không? Các em chọn Enable nhá. Chọn Enable xong, các em chọn Property này. Em vào là vào cái tab IP address này. Kéo tịt xuống dưới này. Các em nhìn thấy cái IPO này. Không kéo nó ghi sẵn là 1433 rồi thì không phải chỉnh. Nếu mà chưa điền gì thì các em điền vào đây là 1433, còn nếu mà ghi sẵn là 1433 rồi thì thôi nhá. Mặc định là 1433 rồi đúng không? Rồi. Ok này. Các em vào lại SQL Server Service này. Các em lại restart lại lần nữa này. Nhá. Nhớ là cái này là enable nhá và tổng 1433. Kích vào đây và restart lại một lần nữa. Chưa? Rồi để bắt đầu chúng ta sẽ làm một số chúng ta sẽ khai báo một số cái thư viện cần thiết này. Import import Java .sql .connection phải một cái import java.sql
Driver, driver. Tiếp. Import. Java. SQL. Chấm. Visa set. Tiếp tục nha. Visa set này. Import. Java.sql. Extension. Thời thế chắc là đủ đấy, thừa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo ra một cái nguồn dữ liệu này. Nguồn dữ liệu. Thứ hai là chúng ta sẽ test kết nối bằng try cut. Try. Cắt bằng một phương pháp try cut nhé. Đây, để bắt lỗi. Nếu mà kết nối thành công thì chúng ta sẽ pin ra là pin là pin là thực hiện vậy sau khi kết nối là thực hiện thôi kết nối. Còn nếu mà không kết nối được thì chúng ta sẽ đưa ra cái thông báo lỗi để tiến hành sửa chữa. Xảy ra lỗi kết nối. Thì kể cả có khi có những lúc mà chúng ta vẫn có thực hiện một số lệnh mà vẫn có khả năng xảy ra một số lỗi nhá. Thì để bắt lỗi thì chúng ta làm như nào? Chúng ta sẽ tiến hành là kiểm tra kết nối này. Connect. Đúng không? Đúng rồi. Bằng copy nó đến lỗi driver manager chấm connection là phone nó đưa luôn rồi đây Ừ. đây nhá, nguồn thì đây chúng ta sẽ điền vào sau test này. Test thì chúng ta sẽ sử dụng một cái biến ngoại lệ đối tượng ngoại lệ e này nhá, khai báo đối ngoại lệ e bằng SQL exception và chúng ta sẽ báo lỗi. Ta lấy cái này báo lỗi đây. Print stack chạy. Print stack đến đây chạy thử luôn đấy, chắc là lỗi rồi thì vì là nguồn chưa có gì cả, mà chúng ta cứ bấm thử xem thử là báo lỗi như thế nào. Thì đầu tiên là nó sẽ báo ra một cái lỗi là no switch driver, no switch able driver. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải add driver nhá,
driver trước. Driver trước này. Để add driver vào trong cái chương trình này thì chúng ta sẽ mở phần project lên này. Mở phần project này lên nhé. Trong library này. Library này. Em bấm vào là add cái chuột phải nhé, cho add ra folder nhé. Add ra folder. Thì lúc nãy các em có copy cái thư mục mục gì đây, các em có copy cái thư mục này rồi đúng không? Đây thầy copy lại. Đấy, copy vào đây nhá. Đấy, chúng ta sẽ giải ném ra này. Lúc nay chúng ta giải ném rồi đúng không? Đấy. Thì cái chúng ta cần add vào đó là cái file ra này nhá, file này. Vừa tiến hành add rồi nhá. Rồi. Đây, file này nhé. Phải ra. Đây. Ra. Đây nhé. Đúp hoặc là cho ok. Open. Bây giờ chạy thử lại một lần nữa này, sau khi chúng ta add cái driver này vào nhá, ta chạy thử này, à vẫn báo lỗi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đưa các cái thông tin kết nối vào trong cái chuỗi kết nối này, lỗi này. Đưa các thông tin kết nối vào đây nhá. Rồi GDBC GDBC là tên của driver kết nối đến tên thư viện driver kết nối này. Tiếp theo là tên server, à, tên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL server. SQL server chưa? Hai chấm này, hai chéo. Tiếp theo sẽ là tên của database, tên database đây. Các em thấy rằng là các em nhập các thông tin ra trước thì nó dễ thôi. Đó. Tiếp theo sẽ là đây là tên xe, tên của server rồi đúng không? Thì chúng ta là tên tên database là delta để viết hoa nhé. Delta. Bài nè. Bằng. Là vậy này. Cái này phải chính xác cái nhá. Sai một ly là đi một. Sai một ly thì chả có đi đâu và chẳng sai bài luôn. Rồi, chấm phẩy này xuống dòng. Chấm phẩy ở trong ấy nhá, chấm phẩy ở trong nháy kép đấy. Mỗi một thông tin nó sẽ cách nhau ở một dấu chấm phẩy nhá. Xuống dòng này, xuống dòng thì các em thấy rằng là nó tách dòng mà bằng cách là sử dụng dấu cộng, đúng rồi. Đến đây thì đây chúng ta bấm vào chạy thử xem nào, với hai thông tin này liệu kết nối được chưa. Thử này. Đấy. Đây chạy thử thì các em thấy rằng là có xảy ra một cái SQL
dần đây xảy ra cái lỗi là end clip này, copy chữ này, set to true, copy cái chữ này nhá, end clip bằng true, chấm phẩy tiếp này, chạy tiếp. And just have a certificate. Bằng chu tiếp. Tất nhiên là chữ này các em gõ thôi, nhưng mà copy thì nó sẽ chuẩn hơn. Rồi chạy tiếp. Và bây giờ báo lỗi tiếp này. Login file for user. Đây chúng ta sẽ chưa có thông tin của user đúng không? Nhưng thông tin user đây rồi. Như vậy user của chúng ta là SA và path là SA. Tiếp tục. Chấm phẩy đây và enter xuống dòng này. User và SA và password. SA. Đó. Có chữ này hiện lên là chứng tỏ là sẽ kết nối thành công nhé. Tôi chạy đến đây đã.